Quê tôi ngọt trái lòn con, có trường sâu đất đỏ ngọn sâu vườn. Quê tôi thơm ngát trầm hương, có chè có quế có vườn tiêu xanh. Dòng sông chảy ngược trong lành, như dòng sữa mẹ mát dành cho con. Đồng xanh mơn mởn. Mình nấu chào nhà nhà thơ Bí An. Chào anh Nguyễn Khánh, là một người thầy ở Thiên Kỳ, Thiên Phước, Quảng Nam. Nói chung là anh đã gửi cho tôi một cái tập thơ mà ở cái ngày 5 tháng 7 kìa. Ở ngày 5 tháng 7 thì qua những ngày đại dịch rồi, nói chung là tình hình cuộc sống rồi mọi thứ nó ùa vào, thì hôm nay là mình còn những ngày của cái cách ly xã hội của Phan Thiết, thì hôm nay là mình mở cái tem của anh ra và cũng khoe với bạn bè là có anh nhà thơ Mỹ An ở Tiên Kỳ, Thiên Phước, Quảng Nam đã gửi cho mình cái tập thơ. Bây giờ mình cũng xin phép anh để mở ra xem nha. Đây đó. Món quà tinh thần của anh. Ở xa mình nhận những món quà này là mình rất thích. Đây là cái niềm vui tinh thần của các anh em mình. Nói chung là tiền bạc thì nó là một lẻ rồi, không có tiền là không thể nào làm được cái gì, phải nói như thế. Ví dụ không có tiền thì không thể nào làm được cái tập thơ này cả, và không có tiền thì không có thể nào mà phối hòa âm, phối khí, bản nhạc. Nói chung là như vậy. Những cái cuộc chơi của bên cái văn học thì nó rất tốn tiền các bạn, phải nói như thế. Tôi hồi trước mà coi như mỗi lần dạy mà coi như là lương hàng tháng ra là không còn đồng xu nào nữa cả. Nói chung là thăm tiền túi của gia đình nữa. Nhưng mà cái cuộc chơi đó tôi đã dừng, phải nói như vậy. Còn nhạc nhẽo thì nói chung là mình không khoác lác làm gì, thì mình viết thì mình để đó thôi. Và nói chung thậm chí có những anh em viết ra cũng không thèm, không ai thèm hát nữa. Phải nói như thế. Và thơ viết ra cũng không ai thèm đọc nữa. Phải nói như vậy. Thực tế thì nó như thế, cuộc sống mà. Tôi muốn đọc thơ anh thì nó phải có cái gì, tôi muốn hát nhạc của anh là phải có cái gì, phải không? Nó như thế. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện thường tình, chuyện của xã hội. Còn bây giờ anh em mình, nói chung là mình thích người nào thì mình chơi người ấy, và mình thích đọc thơ ai thì mình đọc thơ người đó. Và mình cảm hóa được những bài thơ nào của anh em thì mình cứ thản nhiên, mình có thể mình phổ theo thơ, phổ nhạc theo thơ, hoặc là mình nói lên những điều gì đó mà bản thân mình có thể làm được cho anh em. Chứ mình không vì một cái lý do gì đó. Ở đây mình không có cơm gạo, nên nó thật với các anh em. Cũng giống như những cái clip mà tôi làm ở trên YouTube, cũng phải vì cơm gạo, không phải vì ông YouTube mà tôi lấy tiền ông YouTube. Không, tôi không có làm mấy chuyện đó. Chẳng qua bây giờ nó để accent rồi tiền bạc này nọ thì mình chỉ biết như vậy thôi. Còn thực tế ra thì mình làm để cho nó vui. Mình biết hát một đôi chút thì mình hát thôi. Chứ còn mình hát coi như là giống như xe tăng chạy. Thì chẳng qua bây giờ anh em mình chỉ vui nhộn trong cái tinh thần là văn nghệ sĩ. Thì anh em nào mà có những cái bài thơ mà tôi cảm thấy được ở trên phay mà cảm hóa được thì tôi sẽ là cho nó bay lên, mà bay lên theo cái nghĩa là bay lên cái củ riêng của mình thôi. Còn anh em nào thích là nhờ một số anh em họ âm phối khí để mà mời ca sĩ hát thì cái đó là chuyện của anh em, anh chị em mình. Còn riêng bản thân mình thì mình chỉ là nhắc nhớ lại những cái gì đó về giai điệu mình đã biết qua bảy khúc nhạc
để mình làm xanh cho đời, chỉ như vậy thôi. Nên người ta nói ông đó dốc, mình nói thực tế ra, nó nói thật với các bạn, chẳng qua bây giờ các anh em thí dụ tôi làm ở sao những cái video clip được anh em gửi thì cà phê cà pháo, thậm chí ở nước ngoài gửi đô về thì cái đó tôi cảm nhận được cái đó thôi. Đó. Còn anh em ở đây thì chẳng qua cũng tiền cà phê cà pháo và một vài sĩ thôi. Đó. Nó thật như thế, tôi không có giấu giếm gì cả. Đó. Nó thật với các anh em như vậy. Đó. Cho nên là nhiều khi người ta nói ông nhạc sĩ Đỗ nó dốc. Ông uống bằng nước lã ông làm hay sao? Nó thực tế. Nhiều khi tôi còng lưng tôi ngồi cả 2-3 đêm tôi làm một cái clip đó, chuyện không đơn giản. Nó có khi làm ra bị mắc lỗi là bị YouTube là đánh gậy, có nghĩa là đánh bản quyền đó các bạn. Nói chung là hôm nay ông chưa ông để đó, có thể 2-3 năm sau ông nói cái này là bản quyền. Thực tế ra thì nói chung là nó rất đủ điều thôi. Cái khía cạnh đó mình đừng có nói là bây giờ mà thôi, để nói chuyện với anh Mỹ An. Ở đây anh gửi cho tôi 2 tập, một cái tập Trăng của Rạ Rơm, cái này là thơ, thơ đó các bạn, thơ. Và một cái tập nữa là Trường Ca Người Của Đất. Đây các bạn, Trường Ca Người Của Đất. Cái này là cũng là nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2021, nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Trong này thì anh có để cho tôi mấy chữ quý tặng nhạc sĩ Quang Đẩu cùng gia đình Tiên Phước, Quảng Nam, ngày 4 tháng 7 năm 2021. Anh đã ký, Nguyễn Khánh. Chữ ký rất đẹp, chữ ký quá đẹp luôn. Hôm nay thì cái tập Trường Ca này thì là kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam, 105 năm danh xưng Tiên Phước, năm 1916 đến năm 2021, và 75 năm thành lập Đảng bộ huyện, 16 tháng 6 năm 1946 đến 16 tháng 6 năm 2021. Cái chỉ đạo thực hiện cái này thì là của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cái hình anh Mỹ An này, hình anh Mỹ An rất đẹp. Trần lữ khách bàng hoàng ngần ngơ, quê tôi như bức tranh thơ, mây răng núi tuyết sương mờ nghiêng. Cũng giới thiệu các anh chị em bạn bè gần xa, anh Mỹ An tên thật là Nguyễn Khánh, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1956, quê quán Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam, Đại học Văn Khoa Huế, Đại học Sư Phạm Huế. Anh hội viên của Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Quảng Nam, nguyên trưởng phòng giáo dục đào tạo Tiên Phước, và cũng là nguyên hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Phước, Quảng Nam. Đấy. Những tác phẩm mà đã xuất bản thì một là Thị Trấn Ven Sông, tự truyện, nhà xuất bản Văn Học 2014. Hai là Chiều Nghiêng, thơ, nhà xuất bản Văn Học năm 2017. Ba là Khúc Ru Về Phía Mặt Trời, thơ, nhà xuất bản Văn Học năm 2018. Bốn là Trăng Của Rạ Rơm, thơ, nhà xuất bản của Hội Nhà Văn năm 2019. Năm là một số bài văn thơ đăng trong báo Quảng Nam, tạp chí Văn Hóa Quảng Nam, tạp chí Đất Quảng, tạp chí Non Nước Đà Nẵng, tạp chí Sông Ba, tập Sang Áo Trắng, tuần báo Văn Nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, văn chương Phương Nam,
và Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Và anh cũng cho biết là tác phẩm sắp xuất bản là Gió Hoang Vu truyện ký, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 2021. Sâu đất đỏ ngọn sâu vườn, quê tôi thơm ngát trầm hương. Cái tập in giấy rất dày các bạn. Và trong này cũng có lời giới thiệu của anh Phạm Văn Đốc, cũng là người ở xứ Tiên. Lời giới thiệu mình cũng đọc lướt qua để cho nó vui. Tại thời gian này thời gian cũng không làm gì cả. Năm nay tỉnh nhà tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam. Có một sự trùng hợp thú vị tuyệt vời, huyện đang rộn ràng các hoạt động kỷ niệm 105 năm danh xưng Tiên Phước gắn với kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng bộ. Hồi năm 2016, khi tham gia biên soạn diễn văn lễ 100 năm danh xưng Tiên Phước gắn với kỷ niệm 70 năm thành lập đảng bộ huyện, qua nghiên cứu các tư liệu, tôi ao ước rằng có ai đó viết một trường ca về Tiên Phước. Bởi vùng đất này có lịch sử hình thành và phát triển trên 100 năm với các giá trị vô cùng quý giá về địa vật, lịch sử, văn hóa được trao truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ mà ở những nơi khác khó có. Những giá trị đó làm nên cái bản sắc riêng có, không một văn tự nào quy định, công nhận, nhưng truyền miệng thì từ đời này sang đời khác, xứ Tiên. Thời gian trôi với bao bộn bề công việc, cái ao ước ấy tuy nung nấu rồi cũng dần quên. Mãi đến ra Diên vừa rồi, nhân lúc trà dư tửu hậu tán chuyện về 105 năm danh xưng Tiên Phước, tôi có gợi ý một số anh em bạn bè văn nghệ sĩ về ý tưởng viết trường ca. Ai cũng ủng hộ, nhưng rồi thời gian cứ trôi lại không nghe ai nói gì. Tôi không dám nhắc lại bởi tôi biết là không dễ. Thế rồi đến thượng tuần tháng 3, tôi nhận điện thoại từ nhà thơ Mỹ An, nhà giáo Nguyễn Khánh rủ đi uống cà phê. Nhận tập bản thảo trường ca Người Của Đất, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi đọc ngẫu nhiên và bật khóc. Tôi đã khóc bởi tập trường ca này quá, viết quá thực, câu chữ không cầu kỳ, chẳng trao chuốt. Nó dung dị, chân chất và mộc mạc như cốt cách con người xứ Tiên. Nhưng tập trường ca đã biểu đạt gần như trọn vẹn quá trình khai khẩn, lập làng, xây dựng và bảo vệ phát triển quê hương Tiên Phước, xứ Tiên thân yêu của chúng ta. Từ cái thổ ông bà mình, chữ dùng của Mỹ An, đi mở cõi cho đến nay, hôm nay và hướng đến một tương lai ngời sáng. Trong suốt hành trình vĩ đại ấy, những con người của xứ Tiên với nhiều thế hệ qua những thăng trầm của lịch sử đã trao truyền cho nhau những giá trị thiêng liêng cao quý, mà trên cả là khát vọng xây dựng quê hương Tiên Phước xứ Tiên đẹp giàu. Dẫu đi cuối đất cũng miền, nhớ người cốt cách xứ Tiên thì về. Tôi thích cái cách viết dung dị và rất xứ Tiên này. Xin hoan nghênh tác giả Mỹ An, thầy giáo Nguyễn Khánh, và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tập trường ca Người Của Đất trong rưng rưng xúc cảm. Xứ Tiên, tháng 5 năm 2021, Phạm Văn Đốc. Đó là lời giới thiệu trong cái tập trường ca Người Của Đất. Tôi cũng xin phép dừng lại đây và cũng xin chúc sức khỏe nhà thơ Mỹ An, thầy Nguyễn Khánh cùng với gia đình bạn bè ở xứ Tiên, Tiên Phước, đất Quảng Nam, một sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và xin chào các bạn và chào gia đình Mỹ An. Quang Đẩu cũng xin các bạn nói về cái đất Quảng của nhà thơ Mỹ An, thì bên cạnh đó có nghệ sĩ Thu
thu thôi ở đất xứ Tiên này. Thì vừa rồi là nghệ sĩ Thu Thôi cũng đã ngâm cái bài thơ là Nắm Đất Mẹ của nhà thơ Mỹ An, tất nhiên là thầy Nguyễn Khánh á. Thì qua đây là mình cũng xin mời các anh chị em trong fan YouTube nghe bài thơ là Nắm Đất Mẹ của nhà thơ Mỹ An. Xin mời các anh em mình cùng nghe. Nghe hồn cây cỏ thở dài dài.
lạc trôi. Nén lòng tôi gửi lại tôi câu thơ đắc mặn chát môi giữa đời. Tay cầm nắm đất mẹ ơi, sao quanh năm tháng tới bời bão giông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.